Hi, chào mừng đã quay lại với channel mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game sport. Đây là mới lượm thịt từ con chà bá này về, ngàn máu. Lượm về đi mấy em ơi, lượm về đi, mình chơi con này. Đó, thịt đang tăng. Trời ơi, lượm liên tục. Thì nào nó mới hết thịt. Giờ bấm vô nó không được nè. Chắc là lâu lắm nó hết thịt. Trời ơi trời, trăm mấy luôn rồi. Xây có này thì xây mấy cái này. Ôi, không cần. Ok. Đây là gì? Makara gì nè. Xây cái này lên trước. Ở đó làm gì? What the hell? Đó là gì vậy ta? Không biết luôn. Lấy thịt kìa. Trời thịt quá trời lên. Cố gắng lấy mà được. Rồi, đã một vòng rồi, có con nào ngàn máu nữa không? Cái gì vậy? Có mấy cục hình gì? Rồi, hình gì ghê à? Oh my god nè. Hết rồi, không thấy con nào bự bự nữa. Không. Còn con nào bự bự là thịt luôn con đó rồi. Rồi. Rồi được rồi, trăm mấy đồ ăn là quá nhiều rồi. Anh em ăn lần cuối rồi, chúng mình cùng đi. Này là vô lấy cái máu đi, hồi máu có rồi. Lấy stone, một con lấy lửa. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Ăn chưa? Ăn đi, ăn đi. Đập thằng này trước nè, mình phải quýnh thằng này trước. Oh my goodness, nó đông quá. Không phải dừa gì đâu. Ăn hết chưa? Rồi đúng không? Đi, xuống phong. Vô. Không có nhân nhượng gì hết á. Đập. Ui, con này bay ra. Chết. Chết con đầu đàn của tôi. Để con khác. Ủa, full luôn rồi. Đập nó. Đúng rồi, mấy con kia hồi máu thôi. Rồi rồi, chết hai con rồi, không được rồi. Để thêm. Chiến tranh mà, phải có thương vong thôi. Trời ơi, chết. Trời ơi, chết quá trời. Lùi nó. Rồi luôn hả? Quất. Khoan, còn nè. Mấy con nhỏ nè, quất nó. Đừng cho nó đẻ nữa luôn. Ôi, gì đây? Cái gì đây? Mày là ai? Mà đến hành tinh của tao. What the hell? What the hell? Để thêm. Đúng rồi.
Trời sao nó cứ bay vòng vòng khu này hoài, muốn chơi tao đúng không? Quýnh nó, quýnh, quýnh nó. Cái đặt về ra, về ra. Chạy kìa, một chạy. Lấy đồ, lấy hàng. Xuống phong. Quất. Quất. Trời ơi, nó đẻ nhiều quá. Thôi, đánh da dẳng luôn. Quất, quất, quất nó, uống nó. Chết hết trơn rồi. Đập, đập, hiếp. Hiếp. Đừng cho nó sống. Hiếp, hiếp. Hiếp tới khi mà giọt máu cuối cùng. Mày thành samurai cuối cùng luôn rồi con. Liều, liều, liều. Ăn thịt. Rồi, còn hai nhà nữa làm sao mà đánh nó đây. Quay, 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 quay. Đập cái này trước. Quất. Quất. Đây nữa nè. Ô lì, lì, mấy con này lì. Lì, lì, lì. Lì, quýnh này. Quýnh. Quýnh. Về nhà đốt thêm, đốt thêm. Đốt thêm dân ra. Nhà. Đúc thêm. Ui, đánh cái nhà ông ơi. Tôi không cần mấy ông chạy về, tôi cần mấy ông đánh mấy cái nhà. Nhiều lên. Thêm dân. Đó quýnh à, đó quýnh ra. Rồi này xong rồi. Thì là sắp được cái mặt nạ nữa rồi, quá khỏe. Đập nó. Trời ơi lẹ đi mấy ông ơi, lâu quá. Ok. Lẹ. Ok. Yeah. Ok, một cái nữa, một cái nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Yep. Màu tím. Anh. Đó, sắp là thống trị khu này. Lâm dây. Lụm về anh em ơi. Lụm cái đó đem về chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm. Đây là xong mọi gì đúng không? Một cái. What the hell? Ôi, thủ kiếm chơi mình. Lấy vũ khí, lấy vũ khí đi con.
nhanh lên, lên lửa, tụi nó sắp qua tới kìa. Cái này là thổi kèn hả? Quất kìa, nó chơi nhau kìa. Quất dám lầy quất đi đập má lì mấy con nhỏ xíu giống qua chơi anh hả mày, giống qua chơi anh. Ba thứ tép riêu. Ok. Đó, lấy bia, đúng rồi. Rồi. Giờ không có nói gì nữa hết, đập. Xuống phong, qua bên nhà nó. Đấy, mày chơi tao đúng không? Xuống phong. Đó, 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 bình lũ anh tới. Mày sao chống nổi. Chết. Hít. Rồi. Thằng này nó nghèo. Nó nghèo đi hết nổi. Ôi, tưởng anh mạnh lắm. Ai về yếu như sơn. Qua quýnh cái được luôn. Ai, cái làng của mình bá đạo quá. Cả một trái đất chỉ có 5 bộ tà và gì 6 bộ tộc thôi. Mình là nắm chùm mà, mình còn sợ gì nữa. Đập nó. Đáp. Ok, QO member. À, là giết hết mấy thằng kia rồi. Ok. Giờ mình là bá chủ hành tinh này. Chạy đâu? Rớt xuống nè. Đó. Quá nụt. Ok. À, giờ là mình phải tiến tới một cái hành trình khác hả? Mình cho này vô thì tiến hóa hả? Mà mình chưa thích. Mình muốn đi săn mấy con khác được không? Có thể nào mà săn mấy con khác không? Trời, có con nào bự bự không? Mình kiếm rồi. Một cái núi. Núi lửa. Bộ. Có núi lửa thì kinh vậy ta. Ôi mấy con ngàn máu giờ là yếu rồi, phải kiếm con nào mấy ngàn á, quýnh quá đã. Rồi. Rồi chả thấy gì gọi là. Không thấy gì. Trời cái này là cái đảo, có cái núi. Có cái lửa trên này. Biết mà. Không giật mà đụng đậy nữa. Trên tinh này chỉ còn của mình thôi. Quá hấp. Rồi thôi, tiến quá thử coi sao. Ôi. Thôi, bây giờ mới làm sao đây. Rồi, giờ tiến vô đây luôn hả ta? Thôi, 3 tỷ năm rồi. Mới đây rồi, mới đây rồi qua 3 tỷ năm mà. Gì vậy? Lucky, tôi nói gì ta? Thua. Thôi, mình cũng xin chấm dứt cái video này đây. Nếu bạn thấy hay nhớ like, subscribe lên channel của mình để ủng hộ nha. Rồi, mình sẽ tiếp theo cái hành trình Source Game Sport. Rồi, cảm ơn bạn.